Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Đi Thái Xem. Vâng, video chia sẻ mang tính chất giải mã một số kỹ năng trong cờ bạc Việt. Chắc không khuyến khích anh em tập luyện sử dụng với mục đích cờ bạc. Nhưng anh em tập luyện sử dụng như thế nào là quyền cá nhân của anh em, ta không có cấm cản. Và video chỉ chia sẻ cho những anh em chưa biết gì về kỹ năng trong cờ bạc Việt. Còn những anh em đã biết và những anh em thầy thợ thì thầy không chia sẻ. Rồi, sau đây thầy sẽ đi vào chia sẻ luôn. Thường thì khi chúng ta chơi, đặc biệt là bài ba lá, thì nó có nhiều tụ bài. Thì cái kỹ thuật này á, là nó không đòi hỏi chúng ta phải biết là sao sắp, trẻ sắp, mà chúng ta chỉ sắp bài trên sân. Thường thì mình chơi nhiều tụ thì mình phải sao nhiều, sao công thức cũng sao nhiều, sao sắp cũng sao nhiều. Đó, và chúng ta trẻ bài. Đó. Còn cái này là sắp bài trên sân, chúng ta chỉ nhớ và chúng ta làm dấu âm dương là chúng ta xào dài cái là chúng ta kinh. Và một điều đặc biệt nữa là khi chúng ta chơi, nếu như chúng ta làm cái, chúng ta phải có đồng đội. Còn nếu như chúng ta không có đồng đội thì chúng ta sử dụng kỹ thuật đánh đổ nha anh em. Tại vì cái dấu âm dương khi chúng ta làm, chỉ bản thân chúng ta kinh được, đồng đội của chúng ta kinh được, nó ngay. Còn để xuống cho người khác kinh thì đảm bảo không ngay, tỷ lệ 0%. Tại vì thường thì mình để xuống người ta kinh đâu có theo ý muốn của mình, người ta có thể là sắp đồ sắp đích hay là sắp nhiều cái. Còn đồng đội hay là mình thì chỉ kinh ngang là nó ngay. Rồi thì bây giờ chúng ta chơi bốn nhà. Bốn nhà thì chúng ta chỉ để ý ba tụ bài, và trong ba cái tụ bài này thì khi mình để ý nó phải ngay cái thế nha, nó phải ngay cái thế mình mới đánh được, còn không ngay thế là thua nha. Nó phải ngay thế thì nó có 3-4 cái phương pháp để mà chúng ta sắp bài thôi. Thì khi chúng ta chơi 1-2-3 nhà, 4 nhà thì chúng ta chỉ việc là 3 tụ thôi, nhớ 3 tụ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ngay một cái thế đi, bây giờ bài này nó không ngay thế nha anh em. Chữa nè, trên nè, giữa đó. Rồi bây giờ mình nhớ ba tụ này trong bốn tụ này, thì bây giờ mình nhớ trên, trên là cái năm, giữa là cái bốn, dưới là cái đầm, nó sẽ là chín nút trên giữa dưới. Rồi bây giờ chúng ta không phải là nhà cái, chúng ta là tay em, thì chúng ta phải đệm thêm cái lá. Bây giờ mình sẽ select một lá này, trên, giữa và dưới. Đây là hai cái lá này là lá của nhà cái và lá nhà tay em kế và tới mình. Đó, gồm. Rồi bây giờ mình chỉ trẻ bài, mình sợ trẻ bài ta ít, mình không cần trẻ bài nữa, mình gom là mình chỉ vuốt nhẹ lên những cái, vuốt gì là một thói quen không phải cấm cản hết ha, vuốt nhẹ lên cái. Rồi chúng ta xào cắt nhẹ xuống cái, xào 1-2 cái nữa xong để xuống, rồi chúng ta kinh. Rồi thì bây giờ nó sẽ ngay nhà này tiếp đây tới mình. Đó, nó ngay, rất là đơn giản, chỉ nhớ trên giữa dưới là ok. Rồi bây giờ chúng ta chơi năm nhà thì sao? Năm nhà này, của năm nhà thì năm nhà, thì năm nhà này mình cũng nhớ là giữa, bỏ, trên, dưới. Giữa, bỏ, trên, dưới là như thế nào? Giữa là mình lấy một cây, mình bỏ một tủ, rồi mình lấy cái trên và mình lấy cái dưới. Rồi bây giờ mình nè, cái này là cái dưới nè nha, cái này là cái trên nè, ha, cái giữa nè. Rồi thì nó sẽ như thế này. Đó, giờ mình nhớ giữa, bỏ, trên và dưới. Thì bây giờ mình sẽ chơi năm nhà, mình phải chọn cái điểm ở đâu. Ví dụ như mình chọn cái chia cái dòng này thì mình đệm hai lá. Đó. Còn người ta chia dòng này và mình ngồi đối diện này thì mình phải đệm ba lá. Đó, bây giờ mình sẽ ngồi tụ này 1 2 3 4 5. Mình ngồi ngay tụ thứ ba thì mình phải đệm hai lá. Rồi mình bỏ nè. Giữa, bỏ, trên, dưới.
Thì năm nhà mình phải có đủ năm tụ nha anh em. Rồi xong rồi, vuốt bàn cái nhẹ lại. Rồi tiếp tục xào giống lúc nãy. Anh em nhớ xào đừng có mất cái phần bài mình nãy nha. Đó xào nè. Đó. Rồi để xuống kinh. Rồi tụ này, tụ này, tụ mình nè. Nó sẽ ngay. Rồi bây giờ mình sẽ chơi 6 nhà. 4 5 6 nhà. Thì 6 nhà này thì mình lựa bỏ dưới, bỏ dưới. Thì mình dưới nè. Dưới nè. Dụ đây cái tay ha, mình làm này. Đây, dưới nè, bỏ. Bỏ nè. Dưới nè, bỏ nè, nè, thì nó mới ngay được nha anh em. Đây, vụ này dưới nè, đúng không? Bỏ cái nè, dưới nè cái nè, bỏ cái nè, đó. Rồi dưới nữa, đây, dưới, bỏ, dưới, bỏ, dưới, là 6 nhà. Dưới, bỏ, dưới, bỏ, dưới. Rồi 6 nhà này thì mình phải chọn cái điểm rơi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên đây 2 tụ, bên đây 1 tụ, nổ 2 tụ. Rồi bây giờ mình sẽ chọn 1, 2, 3, mình thứ tư. Đó, vị trí đây nè. Dưới, bỏ, dưới, bỏ, dưới, lấy thêm 3 lá nữa. 3 lá là mình tụ thứ tư. Rồi, bỏ lên đây. Rồi, vuốt cây, tiếp tục xào. Để xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là nó sẽ vô. Mình sắp lúc nãy là 3 tay. Thì đây là cái phương pháp để lấy bài. Thứ nhất là những anh em chưa có biết kỹ thuật xào công thức, những anh em chưa biết cách kèo bài, thì chúng ta sử dụng cái phương pháp này. Nó rất là ok, nó hữu hiệu và nó đơn giản, ít ai để ý. Và một điều đặc biệt nữa mình nói luôn là khi chúng ta chơi á, chúng ta chơi với những người không biết, giống như là tai nghe. Còn anh em mà chơi với thầy thợ thì thầy thợ vô nhìn là biết hết trơn rồi, thì chúng ta không chơi được. Cái này mình chỉ chơi giải trí với những anh em mình chưa biết kỹ năng thôi. Đó, còn thầy thợ thì không chơi được. Thì Thái chia sẻ là mang tính chất giải mã một số cái cách thức để mà mình sắp bài. Có 3 cái. Một là trên, giữa, dưới là đánh 4 nhà. Phải có 4 tụ. 5 nhà thì phải là giữa, bỏ, trên, dưới, giữa, bỏ, trên, dưới. Rồi 6 nhà thì dưới, bỏ, dưới, bỏ, dưới. Đó, thì đây là cách mình muốn chia sẻ. Còn cái phương pháp là dấu âm dương thì có rất là nhiều cách. Thì một cái cách mà thói quen của chúng ta thì chúng ta chỉ cần vuốt bài nhẹ lên dưới này, ở dưới này thẳng, dưới này cong, thì chúng ta đập lên thế này, nó sẽ có một cái khe. Khi chúng ta để xuống, để cho người khác không để ý, thì chúng ta nên đè xuống như thế này. Ở đây cầm như thế này. Để cho anh ta xem. Đâu có thấy dấu âm dương. Nhưng mà khi để xuống đây, tự động nó sẽ nhảy lên có cái khe. Có cái khe này. Mình bóp gì đúng không? Khi buông ra tự động nó nhảy ra. Đó là cái làm dấu âm dương mà mình không trẻ, mình không làm gì hết. Mình chỉ vuốt bài. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video này hay, hữu ích với những anh em mà chưa biết về kỹ năng các bạn biết á, thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Lý Thái nha. Rồi, xin chào anh em nha.